Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345 HQ Sing cùng với Bose JBL tự hào mang đến giải pháp karaoke hoàn hảo cho bạn Hỗ trợ kỹ thuật 24 trên 7 miễn phí trọn đời sản phẩm Như vậy và Thái, xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV phát hình live trên băng tần KDC 56.10 ở miền Nam Cali, 16.11 ở miền Bắc Cali và 27.6 ở Houston, Texas. Chương trình cũng được đăng live stream trên Lido Sài Gòn TV.com. Quý vị có thể ấn like và subscribe kênh YouTube và Facebook của Đài để mà theo dõi những chương trình nào mà chúng ta bỏ lỡ. Ngày hôm nay là ngày mùng 2 Tết, ngày 11 tây tháng 2 năm 2024. Một lần nữa thì gửi lời chào chúc Tết đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và em xin gửi lời chào đến chị Như Huyền. Cảm ơn Lê Thái, chào Lê Thái và Như Hiền kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Và hôm nay chỉ có mới mùng 2 Tết thôi. Ở Cali mình nói là mình chỉ ăn được có hai Tết, đó là à, uh không những ở Cali mà toàn nước Mỹ luôn là thứ bảy chủ nhật và em thôi thưa, thưa quý vị còn thứ hai là mình phải đi làm lại bình thường rồi còn ở Việt Nam là ăn cho tới bao nhiêu ngày mùng năm hoặc là ngày mùng sáu còn, mùng là còn Tết yeah. nhiều người ta mùng mười một mùng mười hai mùng mười ba cứ nói là còn mùng mà còn Tết thành ra ăn nhậu hoài nhất là những người ở dưới miền Tây á uh -huh. người ta ăn Tết khủng khiếp lắm thưa quý vị tại vì nhà có dưa hành củ kiệu bánh trưng bánh tét này nọ đó rồi câu cá câu tôm lên nó thành ra là ăn lay rai nguyên suốt ngày Tết qua cái rằm mùng mười rồi vẫn còn thấy nhậu <laughs> wow, vui chứ, vui chứ, vui rất là vui thưa quý vị ở Việt nhưng mình nó hơi buồn chút nhưng mà Alice mình cũng có ngày thứ hên là mình nhằm ngay ngày thứ bảy chủ nhật nên tất cả mọi người được tập hợp với nhau và đi đến gia đình Lê Thái có tụ họp với gia đình ăn uống mọi thứ. Dạ vâng đó. thường thì à, à 30 dâu thừa năm nay á thì Lê Thái Lê Thái vừa rồi thì có làm cái chương trình ở ở thì cuộc thi hoa hậu sinh đi liên trường thành ra là không có tụ hợp với gia đình thường là thường giao, dâu thừa mỗi năm thì Lê Thái có làm chung với khi mà ở gia đình ở trên ở chuồng chung với gia đình đó, làm ừ. ban ngày xong buổi chiều tối thì làm chương trình cho Lido Sài Gòn TV à, thì sáng buổi một thì thường ăn ở nhà với ba mẹ xong rồi chạy lên bên nhà vợ để mà ăn tết trên đó chúc tết thì nọ thành ra rất là vui thì ngày hôm qua Lê Thái cũng có đi chúc tết rồi ngày hôm nay thì tiếp tục là ăn uống nữa thưa quý vị xong cà phê sáng thì chúng tôi vẫn tiếp tục ăn uống chỉ, chỉ có ăn sát. và ăn mà không Phản ăn và, ăn. Cái... <laughs> như và cũng... mập thường thường là đa số như dành thời gian cho ba mẹ mà ngày chủ nhật nào thì cũng đã dành thời gian cho gia đình với là ba mẹ rồi thưa quý vị nên nó cũng thấy nó cũng bên mỹ nó không có cái không khí tết như ở Việt Nam mình. Dạ, vâng. nhưng mà cũng rất là vui dạ vâng à, thưa quý vị à, đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta vẫn trò còn trong không khí tết hôm nay chỉ mới mùng hai thôi Thành ra cái chuyện mà chúng ta đưa đến những cái bản tin liên quan đến ngày tết thì là một trong những cái bản tin mà vô cùng thú vị à, một cái món ăn mà chúng ta lai like, like, <laughs> rai suốt trong từ trước tết trong tết rồi qua tết chúng ta vẫn còn ăn đó là một cái món mà nó giúp cho chúng ta rất là đã mồm ăn nó bị gây nghiện luôn đó nó là cái gì bánh tét thôi hả không hạt dưa oh, wow oh, yeah. không biết từ lúc nào hạt dưa nó lại đi sâu vào cái đời sống ẩm thực vào ngày tết của người dân Việt Nam nói riêng cũng như là một vài quốc gia nói chung thưa quý vị Trung Quốc người ta cũng có ăn hạt dưa và hạt dưa là một trong những cái món ăn nhâm nhi trong ngày tết của người Việt Nam đây là một trong những cái món mà chúng ta thấy rằng chủ đạo để mà chủ nhà người ta đại khách ở trong dịp tết nguyên liệu chính của món hạt dưa đơn giản là chỉ từ hạt của những loại dưa chủ yếu là dưa hấu dưa gan và những cái loại dưa khác thưa quý vị lúc trước thì người ta vẫn có hay thử dưa khác nhưng mà vẫn là dưa hấu là một trong những cái trái mà nó được người ta sử dụng nhiều nhất à, hạt dưa thì nó có màu đỏ và màu đen hoặc màu ngàn ngàn à, trong cái khay bánh mứt ngày tết thì chúng ta luôn lúc nào cũng thấy à, nhân hạt dưa thì nó có vị béo thơm khá đặc trưng và ngoài hạt dưa hấu thì chúng ta còn sử dụng những cái loại hạt như là uh, nó sử dụng trong gia đình vào ngày dịp Tết thí dụ như hạt bí hạt hướng dương hạt dẻ cười ở uh, một số hạt giống như là hạt ốc chó uh, em ao bình hạt ao bình yeah, của mình rồi yeah. hạt hạt dẻ tất cả mọi nhiều loại hạt mà chúng ta có thể sử dụng ở trong uh, cái khe mâm bức bánh ngày Tết hạt dưa thường được tẩm màu đỏ hay là màu đen bên ngoài và màu đỏ của hạt dưa người ta nói là tượng trưng cho sự may mắn Màu hồng đỏ của hạt dưa nhuộm bằng phẩm màu thực phẩm thường đem lại sắc hồng tươi thắm cho đôi môi sau khi mà chúng ta ăn. Và đây cũng là một trong những cái nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam không chỉ lễ Tết, ngày nào trong năm cũng có hạt dưa đỏ để ăn cả. Và quà vào quán trà chén ở trên ven đường phố cũng có món hạt dưa. Vào nhà hàng chúng ta ăn nhậu cũng có hạt dưa. Sinh nhật cưới hỏi, ở dưới quê hiện nay người ta vẫn có để đem ra một cái dĩa hạt dưa. Đám dỗ, đám quả gì cũng đem ra dĩa hạt dưa để cho khách đến mà chưa có dọn đồ ăn ra đó. Người ta ngồi ta cắn ngay cái cốc, 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 cốc nghe rất là đã tay. Công dụng của hạt dưa là như thế nào thưa quý vị? Hạt dưa là một loại thực phẩm nó giàu chất dinh dưỡng và rất là hữu ích với những người bị viêm gan rối loạn lipid máu, tăng cường trí nhớ chức năng não thần kinh, phục hồi tế bào của não, máu của não, chứa nhiều chất dinh dưỡng như là cái chất protein, glucid, lipid, vitamin B1, B2, E, phosphor, canxi, sắt, kẽm, phosphor và selen. À, nếu dùng để mà chữa bệnh thì hạt dưa luôn luôn lúc nào cũng rất là tốt khi mà chúng ta ăn nó luộc nó tốt hơn là chúng ta rang nhưng mà đời nào từ xưa giờ quý vị có ăn bao giờ hạt dưa luộc đâu đúng không ăn hạt dưa rang không và hạt dưa là một món ăn vui ngon trong ngày tết nhưng mà tuy nhiên một số nơi người ta phát hiện ra hạt dưa nó có những cái chất gây ung thư bởi cái tính độc hại của những cái phẩm màu công nghiệp như là cái chất mà rodamin b thưa quý vị đây là một trong những cái chất độc nó có thể nó gây ngộ độc hoặc là gây ung thư nếu chúng ta dùng lâu dài nên nó đã bị sử dụng và bị cấm sử dụng trong lúc mà chúng ta sử dụng thực phẩm uh, nhiều màu thực phẩm lúc trước đó, thì cái thời gian người ta vẫn hay ăn hạt dưa để mà người ta uh, có có nghĩa là khi người ta nhuộm hạt dưa bằng những cái phẩm màu uh, có chất mà rodamin b đó thưa quý vị nhưng sau này thì khi mà người ta biết là có những cái chất độc trong cái hạt dưa trong ừ. những cái chất này thì người ta bỏ người ta dùng một số cái phẩm màu khác để người ta làm cho hạt dưa nó có màu đỏ hơn và cái tục lệ mà ăn hạt dưa đó là một trong những cái tục lệ rất là quen thuộc trong ngày Tết của chúng ta bởi vì hạt dưa đỏ đem đến sự may mắn ăn rồi cái môi chúng ta đỏ đỏ nó đẹp nó đem cho đến chúng ta một cái làn da hồng hào một đôi môi quyến rũ khiến nhiều người rất là muốn trắng vào <laughs> nhất là Lê Thái còn đang đang Lê Thái đang nói vậy thì nhiên Huyền nghĩ tới rằng là uh, cái môi Lê Thái đã tự nhiên đỏ rồi mà à, ăn nó... hột dưa là thôi là chắc thôi thành đỏ luôn mà da mặt thì trắng luôn, <laughs> đang, đang, nhiên, là, uh, rồi thưa quý vị là ăn vô là nhìn là biết rồi rồi đó thưa quý vị. Dạ như nhớ hồi mình còn trẻ thôi còn nhỏ lúc ở Việt Nam á cứ ăn hột dưa miết ngồi cắn miết cái hột bắt đỏ. Cắn mà vậy? nóng luôn thưa quý vị, ăn mà đổ gàn luôn đó. Mình đến giờ này em vẫn thèm hạt dưa, thật sự là so với những cái loại khác hạt dưa em vẫn chọn hàng đầu. Rất là ngon. Dạ à, cảm ơn Lê Thái nhưng mà ăn nhiều quá ho nên ăn ít thôi thưa, thưa quý vị. À, năm nay khí hậu càng lúc càng ấm lên rất là nhiều nên mùa đông bị ngắn lại thưa quý vị. Thì ngày hôm nay như đưa cho quý vị cái cách người ta như thế nào mà người ta đo cái mùa đông mỗi năm nó dài hay nó ngắn khác nhau thì theo uh, những cái nhà nghiên cứu về uh, khí hậu và uh, mọi người cho biết rằng thì họ nói rằng là uh, họ tính cái chiều dài của mùa đông bằng cách là đầu tháng 1 nếu mà cái nhiệt độ nó 50 hoặc là xuống á, thì bắt đầu mùa đông nó mới bắt đầu thưa quý vị và nó kết thúc vào ngày 29 tháng 2 thì năm này theo dự đoán do cái khí hậu nó ấm lên rất là nhiều nên cái mùa đông của mình nó ngắn lại chỉ có 35 ngày mà thôi thì ngày hôm nay không cả những tại Cali không mà tất cả những cái nơi khác như là Minnesota hoặc là bên phía bên uh, East Coast là phía bên như là New York như vậy đó thưa quý vị cái mùa đông nó cũng ngắn hơn rất là nhiều mặc dù là mình thấy cái thời tiết nó rất là lạnh phẩm thưa quý vị nhưng mà thật ra khí hậu đã ấm hơn so với những những năm trước rất là nhiều. Chính vì vậy mà người ta tới mà lúc 50 độ khoảng chừng thật đôi lúc tới tháng 1, 50 độ F á, nó đã bắt đầu trở lên rồi thì lúc đó mùa đông người ta tính là nó chấm dứt rồi chứ không phải là 29 tháng 2. Thì à, theo chính thức à, của ngày 29 tháng 2 đó là cái mùa đông, năm này là cái mùa đông ấm nhất, nó đã kết thúc từ tháng 1, ngày 31 tháng 1 rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái dữ liệu mà người ta đã đo như là một năm 1961 tới năm 1990, mùa đông nó kéo rất là dài, 110 ngày. 191 cho tới 2020 thì tới 99 ngày sau đó nó cứ uh, cắt lại từ, từ 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 thưa quý vị. Và mùa đông năm nay á, từ tháng 12 tháng 1 năm vừa rồi á, vẫn còn rất là nóng. After Christmas là sau khi Christmas rồi á, thì mùa đông mới bắt đầu tới sau Christmas mà tới ngày 31 tháng 1 thì mùa đông đã bắt đầu chấm dứt của cái năm này rồi. Chính vì vậy cái mùa đông năm này chỉ có 35 ngày mà thôi. Ngắn nhất cái mùa đông đó là năm 2011 cho tới 2012 là chỉ có 15 ngày mà thôi. Từ vì mùa đông bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 và kết thúc vào ngày 10 tháng 1 thưa quý vị. Đó là đây là một trong những cái danh bản mà cái top mùa đông ngắn nhất đó là 2011 cho tới 2012 chỉ có 15 ngày. Và 2004 2005 34 ngày 2000 23 2024 là 33 ngày đó là dự đoán thôi tự vì mình, mình chưa tới có tới ngày mới có ngày 10 tháng 2 thôi thưa quý vị. Nhưng vào ngày 31 tháng 11 vừa rồi, tháng 1 vừa rồi một số tiểu bang cái nhiệt độ đã lên tới 50 hoặc là ấm hơn. Chính vì vậy người ta đã tính cái mùa đông nó ngắn hơn. Và nhớ rằng là à, quý vị nhớ rằng là mùa đông nhiệt độ khí hậu của mình càng lúc càng tăng lên rất là nhiều so với toàn cầu luôn. Chính vì vậy mùa đông mỗi ngày nó càng ngắn hơn rất là nhiều. À, cho nên những cái à, thật ra là bão tuyết rất nhiều xảy ra ở những cái nơi trên khắp nước Mỹ của chúng ta nhưng mà nó sẽ chấm dứt mau hơn so với những năm trước. Dạ vâng, à, quý vị giữ mô hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại mỗi trời cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. HQ Sing cùng với Bose JBL tự hào mang đến giải pháp karaoke hoàn hảo cho bạn. Hỗ trợ kỹ thuật 24 trên 7 miễn phí trọn đời sản phẩm. ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, sóc là một trong những cái con vật nó rất là dễ thương và nó rất là so cute và nó có những trong cái phim hoạt hình hoặc là nhắc tới con sóc là mình thấy nó rất là hiền lành và dễ thương và nó nó ăn những cái trái thường thường là trái vải hoặc là những cái trái mà dẻ. hạt dẻ uh, trái đôi lúc như thấy trái gì nó cũng cầm lên nó ăn nó trái thấy cái trái nhỏ ấy. nhỏ nó cũng cầm lên thưa quý vị cứ chạy cho nó cái trái là nó nó ăn <laughs> mà thôi nó được ăn trái lụ đạn là được <laughs> chết à, ăn lụ đạn chết ngày hôm nay như đưa đến cho quý vị một cái cái loài sóc đó là quý hiếm là sóc Ấn Độ mà người ta gọi là sóc cầu vòng. Cái lý do tại sao đây là ở trên màn hình như cho quý vị xem đó là sắc cầu vòng nó rất là nhiều màu thưa quý vị. Rất là lạ lùng và cũng rất là đẹp. Nhưng cái ý nghĩa nó thêm như thế nào? À, sóc khổng lồ ở Ấn Độ gọi là Rafuva Idika có biệt danh là sóc cầu vòng. Quý vị nó thấy nó có, có nhiều màu. Nơi nó sống đó là rừng và trên núi khắp miền Trung và miền Nam của Ấn Độ. Và những gì nó ăn đó là trái cây, vỏ cây, hạt, đôi khi trứng chim hoặc là côn trùng nữa. Tại sao nó thật là tuyệt vời? Bởi vì cái dạ dày và cánh tay của những con sóc khổng lồ Ấn Độ có màu kem và phần còn lại lớp vỏ của chúng nó rất là lạ mắt, màu cam, màu tím. Đó là lý do tại sao nó có cái biệt danh là chú sóc cầu vòng. Những sinh vật đầy màu sắc này có thể dài tới 3 feet tức nghĩa là 1 mét, dài khoảng gấp đôi uh, so với những cái con sóc của ở bên Mỹ chúng ta, đó là sóc xám ở phía đông và họ ghi lại đây một cái loài sóc lớn nhất thế giới và đã được đạt kỷ lục vô guinness của thế giới những con sóc khổng lồ ở ấn độ chỉ sống ở trong khu rừng nơi chúng xây dựng nhiều tổ được gọi là tray cao ở trên cây chúng sử dụng cái những cái lỗ ở trong cành cây để mà hỗ trợ tổ và đang chúng lại trong cái thân dây leo và trước khi làm cho chúng ấm cúng bằng cách là đệm tổ bằng lá, không giống như cái nhiều loại sóc khác, sóc khổng lồ ấn độ lưu trữ thức cây thích ăn ở trên ngọn cây để mà nó ăn. À, ngày, ngày thường nó nó là một cái loại sóc rất là đơn độc, nó chỉ kết hợp cặp khi nào mà tới cái mùa sinh sản mà thôi, từ tháng 2 cho tới tháng 3 hoặc là từ tháng 8 đến tháng 9 thì đó là cái mùa sinh sản của những con sóc này. Nhưng tại sao những con sóc Ấn Độ lại có nhiều màu sắc như vậy? Các nhà khoa học họ không chắc chắn, nhưng theo những cái chiếc áo mặc khoác đầy màu sắc có thể chúng ngụy trang. Đó là cái lý luận của những người những nhà khoa học và trong những cái ngôi rừng của nó để nó tránh những cái con vật để mà ăn chúng. Và theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2021 đã báo cáo một con sóc Ấn Độ ngồi ở yên ở trên cành cây trong nửa giờ trong khi một con đại bàng nó bay lơ lẫn ở trên trời nhưng mà nó không thấy mà nó vẫn bình tĩnh và yên lặng và tác giả viết rằng đó cái lý do tại sao mà nó có cái màu như vậy chân rộng và cái tay nó nắm chặt cành cây để khỏi bị phát hiện và nó hòa mình ở trong thiên nhiên để không bị ăn hoặc không bị bắt quá đẹp luôn thật sự là lần đầu tiên là thái thấy con sóc này uh, đọc có thông tin uh, chị như huyền ngày, ngày, hôm nay nghe thông tin chị đưa em rất là bất ngờ tại vì con sóc quá đẹp luôn ừ. hầu như là em thấy là con con sóc nào cũng đẹp á. chỉ, chỉ trừ một cái sóc thôi sóc hồng <laughs> sóc hồng cũng đẹp là không biết được nào? <laughs> sóc hồng lắm này <laughs> nó nói chuyện với là thái khó đỡ quá à, ừ, không... uh, <laughs> <laughs> thưa quý vị trả thủ hay chúng ta gọi nôm na ở miền bắc chúng ta gọi là giò thủ không biết là ở miền huế miền trung gọi là gì cũng gọi là chả là giò thủ giò thủ, <laughs> Giao thủ. Ờ, ở người miền nam thì gọi là chả thủ em không biết là mấy mùng, vùng miền khác như thế nào thì chúng ta nghe là giò thủ trả thủ thì hai cái loại đó đều là một ờ, tại sao khi mà trong tết người ta vẫn ăn giò thủ thì em không biết nhưng mà một số ông bà cha mẹ khi lê thái á, mà, mà, mà hỏi á, thì ông bà nói rằng là <laughs> giò thủ là một trong những cái loại chả mà người ta làm từ cái thịt đầu của con heo <laughs> Tốt. xin lỗi quý vị hôm nay cũng còn cái cái, cái giọng không tốt ờ, thì cái loại trả thủ thưa quý vị mình làm từ lỗ tai heo lỗ mũi heo thịt đầu của con heo rồi mấy cái bộ phận ở trên đầu con heo đó thì khi chúng ta cắt ra đó chúng ta làm thì gọi là thủ là cái đầu còn chả là cái chả nó liên quan đến cái đầu của con heo À, người ta nói rằng ăn cái chả này thì lúc nào chúng ta cũng là đúng là chúng ta cũng đứng đầu chúng ta cũng làm làm leader chúng ta cũng cũng sẽ là một trong một cái năm mới chúng ta lúc nào cũng phất lên cũng là number one hết không bao giờ chúng ta năm 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 bờ một trăm năm bờ ngàn cả thành ra đây là một cái thông tin mà em nghĩ rằng có cũng hay ông bà ta trường lại thì cũng hay Tại sao chả thủ lại ngon như thế và tại chả thủ nó xuất phát từ đâu thưa quý vị? À, chả thủ hay giò thủ là một cái món ăn truyền thống với cái thành phần chính là cái thịt thủ, là cái thịt ở phần đầu con con heo chúng ta xào chín cùng với một số nguyên liệu liệu khác như là nấm mèo rồi tiêu hạt rồi tiêu hồ tiêu đó rồi xong rồi chúng ta gói lại rồi chúng ta nén chặt lại thì nó bắt nguồn đầu tiên là từ miền bắc việt nam sau này thì nó phổ biến ra khắp rất là nhiều cái vùng miền in trên khắp cả nước nhưng cái những dạng mà thức mà những dạng mà người ta chế biến ít nhiều tương đồng như những món ăn này lại cũng tồn tại rất là nhiều cái nền ẩm thực khác nhau khắp vùng miền ở Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới thì cái giò thủ nó vẫn được chế biến ở trên toàn thế giới bằng nhiều hình thức khác. Giò thủ thường được trong các gia đình đó, làm trong dịp để Tết cổ truyền và được bán tại các cửa hàng giò chả, nem, chạo ở hầu hết ở tất cả các chợ ở trên toàn quốc, ở trên toàn Việt Nam. Giò thủ tiếng Anh chúng ta gọi là head cheese hay là brown hay là chúng ta gọi là brown head cheese cũng được là một cái món ăn làm từ thịt nấu đông phần đầu hoặc là từ con lợn hoặc là con bò và cái thịt giò thủ này nó xuất hiện ở nhiều quốc gia với cách chế biến khác nhau. Gia vị và làm giò thủ bao gồm là hành tây, hồ tiêu, muối ăn, giấm vân vân đều khác nhau. Và giò thủ cũng được dùng khi mà đông lạnh hoặc là được đông ở nhiệt độ phòng. Nó cũng sẽ kết dính lại với nhau rất là chắc, rất là ngon. Và món ăn này có tên là Head Cheese ở Bắc Mỹ, Brown ở nước Anh và Australia. Mặc dù thì có một cái số tên phổ biến như là cái trên tên mà Potty Head phổ biến ở Scotland. Và Lê Thái sẽ show cho quý vị cái món gia thủ ở nước ngoài nó sẽ như thế nào Và đây là những cái thông tin mà vô cùng thú vị Lê Thái muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay Đây là một cái loại mà chúng ta thấy là thịt đông nhưng mà chúng ta cũng gọi được gọi là giò thủ ở nước Áo Nó có tên là Breastwood hoặc là Swatamaga trong hầu hết các vùng ở phía tây của nước Áo Ở nước Bulgaria thưa quý vị thì cái món này được gọi tên là Pacha Được làm từ đầu lợn, <laughs> chân và lưỡi của con lợn và nước dùng được thêm tỏi trước khi nấu à, cái nước ở cộng hòa ship thưa quý vị thì có một cái món gọi là cái món là zalatina cũng là cái món giò thủ luôn à, làm từ thịt heo đầu thịt con heo à, có một từ kế thừa là một cái từ tiếng anh là chúng ta thấy trong đó và món này thực được, được thêm ăn cùng với lại cái nước cốt chanh ở hàn quốc thưa quý vị thì cái món này người ta gọi là cái món ăn tên là bion york được làm từ việc là nén chặt thịt thường là thịt đầu của con heo Món này thực dùng cho các buổi tiệc như là chan chi ở Hàn Quốc và nước Mexico thưa quý vị. Món ăn này ở Mexico có tên là queso de Borico và thường được nêm thêm gia vị như là tỏi, tiêu đen và giấm. Còn ở Slovenia thì cái nước này, cái món này có tên là Talasenka nghĩa là nén hay có tên gọi khác là Zoka là những cái món ăn nó liên quan đến giò thủ của tất cả các quốc gia mà là thái đưa đến quý vị trong ngày hôm nay đâu phải là chỉ có việt nam chúng ta có giò thủ đâu đúng không hết yeah. chi này của nhiều quốc gia nó cũng có những cái loại rất là ngon và những cái gia vị vô cùng khác vô cùng độc đáo mà chúng ta thấy rằng không chỉ riêng việt nam áo mỹ đức gì cũng có hết cả ngon quá nhắc tới giò thủ mới nhớ là năm ngoái ba của lê thái làm giò thủ và cho như một đòn rất là ngon thưa quý vị năm nay không có ba đúng mẹ em về việt nam rồi hai vợ chồng chật vật với những cái món ăn mà tự làm không nhưng mà bà má giờ em có làm giàu thủ cũng rất là ngon ngon lắm đó, luôn đó dạ wow. mà cho con cây thành ra hai vợ chồng để dành ăn, không cho chị biết được rồi cảm ơn lê thái và thưa quý vị khi nhi với là lê thái cũng hay đưa đến những cái bản tin đó là về ai và robot để thay thế cái con người sau này nhưng mà đã bắt đầu đang xảy ra rồi thưa quý vị tại một cái nhà hàng ở hollywood và ở california thì họ đã sử dụng ai kết hợp với robot để mà sử dụng điều khiển nấu ăn, làm thức ăn, chiên, khoai tây, đủ thứ hết làm sandwich rồi vậy ở trong nhà hàng rồi. Thì à, quý vị cũng thấy rằng là Hollywood hay chiếu những cái bộ phim robot và con người sát cánh bên nhau rồi những cái thảm họa xảy ra khi mà robot nó control hết cả à, cái con người của loài người của chúng ta. Thì cái điều đó cũng có thể xảy ra thưa quý vị. Hiện tại bây giờ robot và AI rất là thông minh và họ bắt đầu sử dụng và áp dụng vào cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Đó là nhà hàng Cali Express có thể tìm thấy ở trung tâm của Pasadena ở California. Và đây lần đầu tiên cái công nghệ mới thì cái chủ doanh nghiệp này họ sử dụng toàn robot nhưng mà trong đó chỉ có hai con người thôi sử dụng trong đó để mà điều khiển robot nhỡ mà khi mà nó bị chạm dây hoặc là nó bị điên lên. Thưa quý vị cũng phải có con người xử lý không thôi nó đốt hết nhà. Và cửa hàng bánh kẹp thịt sử dụng robot nướng đó là Cucina Flippy thì họ sử dụng những con robot này để chiên khoai tây và làm kẹp thịt. Nó làm 24 trên 24, không nghỉ ngơi 7 ngày luôn và không tốn tiền chính vì gần đây như cũng có nói rằng là cái minimum wage của những người mà làm việc sẽ tăng lên 20 đồng một giờ tại California. Chính vì vậy những cái nhà hàng fast food họ sử dụng robot để mà tiết kiệm tiền và lao động cho họ hơn. Tuy nhiên ông chủ cũng nói rằng họ vẫn cần con người để trong đó nhưng mà cái con người để mà làm thì nó ít hơn thưa quý vị khoảng chừng 2 3 người ở trong cái công ty như vậy thôi và những nhà hàng khác hiện tại bây giờ cũng bắt đầu để mà sử dụng AI và robot kết hợp với nhau để mà làm những cái công việc fast food nhanh ở trong nhà bếp của họ. Tuy nhiên theo báo cáo của chính phủ vào tháng 12 năm 2023 đã liệt kê AI là mối đe dọa với sự ổn định của của tài chính. Một nghiên cứu cho thấy là 82% công việc nhà hàng có thể xử lý bởi được bằng người máy. Đó là một cái thống kê quan trọng trong ngành công nghiệp, thường phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân sự hiện tại từ trước cho tới bây giờ. Thì khoảng chừng 2-3 năm, không cần nói nữa, một năm nữa thôi, robot đi vô nhà hàng là toàn bộ robot sẽ tới phục vụ chúng ta, thưa quý vị. Ôi, cũng hay mà cũng thấy hơi lo lo. Yeah. Nó sẽ ra những cái tình trạng giống như mà chúng ta thấy trong những bộ phim khoa học giả tưởng. <laughs> Thôi thì chúng ta đợi chờ xem thưa quý vị. Chuyện gì à, xảy ra? Dạ vâng. quý vị dẫn mô hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345 HQ Sing cùng với Bose JBL tự hào mang đến giải pháp karaoke hoàn hảo cho bạn Hỗ trợ kỹ thuật 24 trên 7 miễn phí trọn đời sản phẩm Cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần cùng như Lê Thái trong phần 2, phần 3 của chương trình vào ngày mùng 2, lộn 2, 3. thưa à, quý vị, có những cái được gọi là có những cái mối lương duyên mà chúng ta không thể là chúng ta ngờ được. À, có những cái gọi là có những cái cuộc gặp gỡ mà có những người trong cuộc người ta không bao giờ người ta tin rằng là họ đã gặp nhau ở trong quá khứ mà không quen biết nhau gì cả nhưng rồi trong những cái năm sau cùng người ta phát hiện ra à vào những năm đó họ đã gặp nhau nhưng mà không phải là yêu đương không phải là vợ chồng à, bằng chứng là cái cô này thưa quý vị cô tên là Chan Chia cô này là người gốc Malaysia Mã Lai à, khi mà cô rảnh ở trong trong phòng đó cô mới lục ra những cái tấm ảnh mà selfie của mình những tấm ảnh chụp của mình hồi mà cô còn trẻ đó cô lục ra cô coi cô coi 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 coi, coi thì cô phát hiện ra một cái người đàn ông đứng sau cái tấm ảnh của mình 11 năm trước người đàn ông này chính là chồng của cô hiện nay Wow, wow. quá lạ luôn thú vị à, cái cô gái này năm nay 32 tuổi cô tên là Chelsea và cô cho biết rằng là bức ảnh này đó cô chụp vào tháng 10 năm 2012 khoảng 11 năm trước khi mà hai vợ chồng cô kết hôn với nhau và là hai năm trước khi họ lần đầu quen nhau có nghĩa là khi cô chụp tấm hình này hai năm sau thì hai người mới quen nhau ở một cái chỗ khác và cô này cô nói rằng tôi vẫn còn thấy rung cô khi mà cô xem tấm này cô cô rung mà cô nổi hết như gà luôn khi cô phát hiện cái sự tình cờ này ở trên tấm hình selfie ở trong điện thoại của mình và cô viết chú thích về bức ảnh đăng đăng ở trên cái trang cá nhân mạng xã hội của mình trong ảnh thì cô cầm một cái chiếc ly thưa quý vị và tại một cái quán cà phê của một cái rạp chiếu phim phía sau là chồng của cô anh này tên là John Little năm nay 33 tuổi và dường như là đang xếp hàng mua vé xem phim vào trong cái rạp phim và cô nói rằng là cô với anh nó cùng ở một nơi nhưng lại không biết về sự tồn tại của nhau. Và cô Chen cũng giải thích rằng là tháng 12 năm 2014 thì cả hai mới làm quen và kết hôn với nhau vào tháng 8 năm 2023. Và cô nói rằng là chúng tôi đã gặp nhau đúng thời điểm và nếu như mà sớm hơn đó thì cô nghĩ rằng cô sẽ không giữ được cái mối quan hệ này. Bởi vì cái thời điểm đó là cô hay tự ái, mắc cỡ, ngô nghê, ngây thơ. Rồi cô đã dành một năm để đi du lịch và không yêu đương gì để mà suy ngẫm và nhìn nhận lại những sai sót của mình ở trong những cái năm qua. Và đó cũng là lúc mà cô với anh gặp nhau đúng là thời điểm cô bắt đầu cô mở cái trái tim cô ra để mà cô yêu đương. Và cô viết ở trong một cái bài đăng hiện thu hút hơn 450.000 lượt chú thích, lượt thích đó, tính đến ngày 4 tháng 2 vừa qua. Và cô Chen là một trong những cái YouTuber có tiếng tại Malaysia và có hơn 90.000 người theo dõi trước khi mà tự học quay video đó thì cô cũng là người từng viết nhạc biểu diễn tại các sự kiện hoặc là những cái đám cưới trong khi đó thì cho nó anh này lại sinh ra ở vương quốc anh anh nổi tiếng với những bản cover đăng ở trên youtube cũng là một người nổi tiếng ở trên youtube và sự trùng hợp trong cái mối quan hệ vừa giữa cô Chen và anh John này khiến rất là nhiều người người ta thích thú và người ta nói rằng cái chuyện tình của họ được ví như là có một cái sợi dây duyên á, cái sợi duyên nào nó vô tình nó kết nối giống như trong lời một cái bài hát là Invisible String phát hành ừ. năm 2020 của Taylor Swift. Đây là giống như là một cái duyên tiền định vậy thưa quý vị. biết đâu một cái ngày nào đó mà tự nhiên Nhi Huyền chỉ lật cái tấm ảnh chỉ ra cái bắt đầu chỉ nhìn từng tấm ảnh chỉ thấy là từng tấm ảnh một Ở đằng sau chỉ là từng người đàn ông một khác nhau chỉ với em mà. chị em, em. <laughs> không phải một cái anh không phải một anh chồng hiện tại mở ra từng tấm ảnh vậy. phía sau lưng chị là mỗi tấm ảnh là một người đàn ông khác nhau trời gì huyệt rồi bưng chị ra làm ví dụ không à. sao không tại chứ là em thái một chị... cô gái nào đó chứ không vậy cô gái gì bây giờ lại trên show chỉ có em với chị thôi bây giờ mà lấy ai đó làm diễn hình bây chị lấy chị thôi mà thật sự là không phải là thái chọc chị như huyền mà tôi thật sự là trong show đó chị du hiền chỉ đôi lúc chỉ có mấy cái rất là dễ thương thú vị nhưng mà chỉ có hai chị em tương tác với nhau trên show thành ừ. là chị sẽ là đề tài để cho em chọc riết Chị <laughs> có thể chọc lại em mà đúng không quý vị chị du hiền có thể chọc lại lê thái mà lê đúng thái rồi. có quyền phản ứng mà <laughs> mà đằng sau chọc toàn là nhìn bác backstage không ạ thưa quý vị mới chọc nhưng mà lê thái rất là vui mà đó là cái cách của hai chị em rồi thưa quý vị à, cảm ơn lê thái hiện tại mùa này là mùa thuế và thưa quý vị thì khi có những người là có những hộ gia đình thì họ đi ra nhờ những người mà chuyên gia về thuế để mà khai nhất là những cái business mà những cái thuế phức tạp tuy nhiên có xuống một số người cái thuế nó đơn giản thôi như như Huyền như vậy thì mình tự khai ở nhà nhưng đôi lúc mình cũng make mistake hoặc là khi mình đi nhờ người ta khai thì mình cũng phải nơi những nơi uy tín và đôi lúc họ cũng sơ sót thưa quý vị thì đây là nhưng mà thường thường khi mà quý vị đem ra một cái agent mà để họ khai cho quý vị thì họ cũng đưa lại cho quý vị xem quay thử cái thông tin nó có đầy đủ hay là không nó có đúng hay không nên quý vị phải kiểm tra kỹ càng lại từ khi nộp rồi thì xảy ra chuyện nó cũng rất là khó để mà sửa chữa phải nộp lại rồi phải uh, refine lại đủ thứ hết không thưa quý vị thì đây là một trong những cái lỗi lầm mà mình nên nhớ và để mình check trước khi mà mình à, nộp thuế của năm nay nộp hồ sơ quá sớm đúng là đừng có nộp trẻ quá nộp muộn thì cũng bị phạt thưa quý vị nhưng mà nộp sớm hộp, hồ sơ mà quá sớm thì cũng không được tại vì giấy tờ của mình nó về chưa đầy đủ và không thích lỗi và không có đầy đủ thì nó có thể mắc tới những cái lỗi dẫn đến chậm trễ để mà việc xử lý những cái số đó và cái thứ nhất là phải check cái uh, số an ninh xã hội của mình đó là số social security nó đúng hoặc là nó không chính xác hoặc nó thiếu như thế nào hoặc là tên sai chính tả cũng cái điều đó rất là quan trọng vì irs họ chi tiết lắm thưa quý vị rất là kỹ càng thì họ mới uh, đưa tiền cho quý vị hoặc là mình lấy tiền lại thì cái thuế họ mới chấp nhận được và nhập thông tin không chính xác như là tiền lương uh, cổ lãi suất ngân hàng hoặc là tên ngân hàng hoặc là nhập vào những nhất là cái tiền lương mình không có uh, rõ ràng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái thuế của mình tình trạng nộp đơn không chính xác, một số người đóng thuế chọn sai tình trạng nộp đơn đó là về cái bracket hoặc là về single hay là marriage cái đó mình phải ghi cho nó rõ ràng. Tại vì mỗi cái thuế nó có một cái bracket, nó một cái khung khác nhau. Nếu mà quý vị làm sai thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái thuế của quý vị. Lỗi toán học, lỗi toán học là những cái lỗi phổ biến nhất, bao gồm từ phép cộng, phép trừ đơn giản. Đôi lúc mình bỏ cái phép trừ, phép cộng lộn vô trong đó là nó tính lộn hết, phải không quý vị? Và tính toán các tính dụng hoặc là khoản khấu trừ như là child credit hoặc là về cái những cái mà khi mà quý vị đi rất bồ những cái credit ở trong nhà của mình cũng rất cũng là một cái điều rất là quan trọng, số tài khoản ngân hàng không chính xác, từ vì khi quý vị nào mà được refund lại cái tiền tức là lấy lại tiền đó thì người ta sẽ nếu mà quý vị nộp đưa cái số tài khoản sai thì tiền nó sẽ về chậm chẽ thưa quý vị. Và thường thường á là nếu mà quý vị nào mà chọn mail á nó take time, nó lâu hơn so với những quý vị mà để cho coi như là trả thẳng tiền direct deposit vô trong cái bank của mình. Thì mình được lấy lại tiền nó mau hơn. Thì IRS kêu gọi tất cả người đóng thuế, chọn một cái software và nộp Thì đó là một trong những cái lỗi mà quý vị nhớ kiểm tra. Cho dù người ta khai cho mình hay mình người khai cũng vậy. Cũng nhớ kiểm tra giao kỹ để mà nếu mà lấy tiền lại thì lấy sớm hơn. Còn không thôi sẽ chậm trễ. Dạ vâng. À, thưa quý vị, lì xì là một trong những cái phong tục không thể thiếu của người Việt Nam chúng ta nói uh, nói riêng cũng như là người Á Đông nói chung. Ở khi mà chúng ta đến Tết thì hầu như là từ trẻ con, người lớn tuổi, teenager cho đến là cả của chúng ta, cũng vậy, như cỡ như Huyền và Lê Thái, thì chúng ta cũng mong muốn có những cái bao lì xì đến từ rất là nhiều người nó nó chỉ là những cái món tiền tượng trưng thôi nhưng mà đó là một trong những cái gọi là cái lì xì mừng tuổi đầu năm may mắn mà chúng ta được nhận bởi một cái người đối diện ông bà cha mẹ hay bất cứ người nào bạn bè đồng nghiệp hay là sếp trong trong công ty ừ. chẳng hạn nhất là trẻ nhỏ khi mà nhận được bao lì xì của người lớn thì rất là mừng và hôm nay lê thái đưa đến quý vị những cái chuyện bi hài và cái văn hóa trong lì xì của người việt nam chúng ta của người Á Đông như thế nào. Kính thưa quý vị, mỗi dịp Tết đến xuân về đó thì à, ngoài những cái lời chúc ý nghĩa, người ta thường dành tặng cho nhau những cái phong bao lì xì như Lê Thái đã nói. là chúng ta may mắn, chúng ta mong muốn những cái điều may mắn tốt đẹp đến với chúng ta trong năm mới. và phong tục lì xì nó có từ rất là đau, lâu đời. thế nhưng trong cái xã hội hiện tại thưa quý vị, thì nó ít nhiều đã bị biến tướng trong cái thời gian vừa qua. cả một đám trẻ, trong đó có trẻ nhỏ ở trong nhà, trẻ nhỏ hàng xóm, rồi họ hàng, nó lại rất là thích trong cái vấn đề lì xì và nhiều khi khi mà chúng ta lì xì nó lại mở cái phong bì lì xì ngay trước mặt của chúng ta rồi bắt đầu so kè với nhau cái chuyện thiệt hơn ở trong đó và đứa nhiều hơn thì được cười hướng hớn hở thậm chí còn trêu trọc Trêu chọc những cái đứa ít tiền hơn, rồi có đứa bóc ra thấy tiền ít thì vứt cả những cái bao lì xì xuống đất, rồi nói là giờ này mà còn mừng tuổi với cái tiền như vậy nữa, làm cho những cái người khách người ta tím mặt và có nhiều cái cha mẹ dẫn con đến rồi suối là, ờ, con chạy đến đi, con mừng tuổi cô chú anh chị gì đi và hãy gặp khách tới nhà thì suối con chạy ra để mà mừng tuổi để mà có tiền lì xì và theo một cái nghiên cứu viên cao cấp của viện nghiên cứu văn hóa dân gian ở Việt Nam đó thì ông này cho hay rằng ngày xưa đó người lớn thường mừng tuổi trẻ nhỏ bằng những cái đồng xu, vài hào để mà lấy may mắn, lấy may mắn ngày Tết. Nhưng mà ngày nay thay vì tiền lẻ mấy, lấy mây đó thì người ta mừng tuổi cho trẻ bằng những cái đồng polymer, bằng những cái tiền tiền thậm chí là cái tiền mỹ kim của mình để cho có mệnh giá lớn. Rồi làm nhiều người người ta thể hiện cái 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 tôi của mình, thể hiện cái đẳng cấp của mình bằng cách là lì xì thật là nhiều để mà chứng tỏ ta đây lì xì cho cháu chúng ta nhiều hơn cái người khác ở trong gia đình. Và trẻ nhỏ nó bị ảnh hưởng chung của xã hội vụ lợi và từ chính tất cả các bậc phụ huynh chúng ta. À, những cái hành động của chúng ta làm biến dạng cái phong tục mừng tuổi chủ yếu là do người lớn gây ra nhưng lại vô tình nó tác động ảnh hưởng không tốt đến tâm hồn của những đứa con trẻ của chúng ta nhiều trẻ em chỉ xem việc là được người lớn mừng tuổi trong ngày tết là dịp để mà nó thu hoạch tiền mà thôi đáng buồn hơn thưa quý vị thì cái chuyện mà suy nghĩ thực dụng này đến từ người lớn và lan sang trẻ nhỏ à, bắt đầu nó so bì rồi bắt đầu nó nó kẹo cò ke với nhau cái chuyện tiền mừng và cha mẹ và người lớn chúng ta là những người phải ứng xử tế nhị sau đó chúng ta sẽ dạy cho trẻ tại sao cho hiệu quả để việc lì xì mừng tuổi trở về đúng với ý nghĩa tốt đẹp ban đầu của nó vào mỗi dịp tết à, một lần nữa thì lê thái và như huyền cảm ơn quý vị quý vị giống hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đây chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345 HQ Sing cùng với Bose JBL tự hào mang đến giải pháp karaoke hoàn hảo cho bạn Hỗ trợ kỹ thuật 24 trên 7 miễn phí trọn đời sản phẩm Quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Hiền và Lê Thái. Và đây cũng là cái bản tin uh, cuối cùng của Nhi Hiền vào ngày mùng 2 Tết ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi mà mình đi làm để mà mình cảm làm trở thành một cái người quan trọng ở trong cái công việc mà không thể nào thay thế được. Đó là một trong những cái kỹ năng của nhân viên và của con người quý vị cũng thấy hiện tại bây giờ tất cả những nhất là những cái ngành à về công nghệ lay off rất là nhiều google rồi chưa kể là kể cả amazon mọi những cái công ty đều lay off rất là nhiều mà lay off về dân như là computer hoặc là it cũng rất là nhiều thưa quý vị là bởi vì ai càng lúc càng phát triển nhưng mà làm thế nào để mình cảm thấy mình không phải là cái công việc mình giỏi hay là không mà làm thế nào để người ta không thể nào mà thay thế mình được mình uh, vừa kiến thức vừa giỏi mà cả trong cách cư xử đối với những người chủ và công việc của mình và bạn đồng hành của mình nữa thì đây ngày hôm nay nhi sẽ đưa đến cho quý vị những cái kỹ năng đó thì làm sao và tại sao để trở thành không ai có thể thay thế mình trong công việc được cái câu trả lời đó cho tất cả nhiều người đó là cái thứ nhất đó là làm công việc của bạn làm những gì mà công ty yêu cầu bạn đúng giờ đúng cách và đừng gây nít với là bất cứ ai hết và hoàn thành nó tốt hơn hết là hãy tạo cho người những người mà làm việc với bạn một cái tương tác rất là hòa đồng và ở mức tối thiểu các tổ chức cần và cần cung cấp một cái công việc đáng tin cậy và tin cậy cho chính bạn và nhân viên khi mà mình là nhân viên mới mình đi vô đó không có kể là ồ cho việc chờ việc mình mới làm mình cũng phải tìm hiểu và làm việc hết sức của mình và đào sâu đặc biệt là trong vài tháng đầu tiên mình phải làm chủ cái công việc của mình có nghĩa là trong tiếng anh gọi là mình own oh, cái work của mình thưa quý vị và làm nhiều hơn những gì được yêu cầu trong công việc và sếp của bạn dễ để cho sếp của mình một cách dễ dàng hơn họ không phải lo lắng và lúc nào cũng phải mentor mình hoặc là đi theo để chỉ bảo mình đừng chờ đợi cho biết mình phải làm gì dự đoán nó lên kế hoạch và các bước tiếp theo xác định bạn cần cộng tác với ai thì sếp của bạn ít phải hướng dẫn bạn và có thể tập trung vào những cái công việc khác bao gồm cả việc huấn luyện nhân viên cho những người năng lực làm việc với là bạn À, thì những cái như vậy thì ông chủ rất là cần bạn và họ không bỏ qua một cái yêu cầu nào hết và rất họ bạn rất là active và chủ động trong cái công việc của mình và hãy là một đối tác tư duy hữu ích với tốc độ thay đổi trong thị trường hỗn loạn như ngày nay thì bất cứ quản lý lãnh đạo nào họ có thể thay thế và lay off mình bất cứ lúc nào mỗi nhân viên là một cái một nguồn thông tin có giá trị tiềm năng vì những gì đang xảy ra bên ngoài của công ty đều mang lại trong cái lợi ích cho chúng ta hãy đối tác suy nghĩ nó dựa trên mọi thứ bạn đang làm và nhìn thấy và hãy nghĩ trong một cái hình ảnh rộng lớn, rộng lớn hơn có nghĩa là trong một cái big picture hơn hơn là chỉ có chính bạn mà thôi. Bạn thấy điều gì hữu ích cho công ty và công ty của bạn nên làm gì nhiều hơn, thay đổi gì, đưa ra lời khuyên và đừng và cái quan trọng, đừng có xem mình là cái người giỏi nhất tất cả, không bao giờ mình tự đề cao mình hết. Mình phải khiêm tốn và để đồng nghiệp và người chủ của mình họ đề cao mình và họ tuyên dương mình đôi lúc cái thường thường người ta nói rằng những người mà họ càng đề cao mình càng nói nhiều thì thật ra họ biết rất là ít thưa quý vị và cái thứ tư đó là đầu tư vào bản thân của mình như đồng nghiệp của các bạn thì hãy tập trung vào reskilling có nghĩa là học hỏi và lúc nào cũng tìm cái công việc của mình và học hỏi những cái công nghệ cái công nghệ hiện tại bây giờ càng lúc càng phát triển như là AI như vậy nếu mà AI phát triển như vậy thưa quý vị thì quý vị cũng phải cũng phải biết về nó at least cái kiến thức cơ bản general để mà phát triển cái khả năng của mình và đầu tư vào những người khác. Sự thật khi mà đi làm việc thưa quý vị nó phải có một cái team, một mình 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 không có làm được đâu nên phải đầu tư vào cái nhóm và cái team của mình. Bạn sẽ không chỉ thúc đẩy trong cái thành viên mà thúc đẩy các tổ chức của mình nữa. Đây là bởi vì cái cá nhân công việc cùng nhau trong một nhóm là người ta thường hay nói là một cộng 1 bằng 3 có nghĩa là một cái team nó có thể làm ra sản xuất và hiệu quả nhiều hơn so với một người và các mối quan hệ trong chúng ta rất là quan trọng, thiết lập các kết nối mạnh mẽ trong cái tổ chức của bạn và giải quyết trong một cái teamwork và các mối quan hệ cả khi nói đến sức khỏe tinh thần lâu dài, bằng cách đầu tư vào người khác bạn cũng đang đầu tư vào chính mình. Và hãy dành thời ban gian của bạn làm cho bản thân của mình không thể thay thế được và bạn sẽ tìm thấy những cơ hội tuyệt vời và đầy đủ trong công việc sẽ khiến nhà tuyển dụng của bạn biết ơn và giữ bạn nhiều hơn. Dạ vâng. À, kính thưa quý vị trong những ngày giày giáp tết thì chúng ta thấy rằng là chúng ta rất là vui và háo hức khi mà chúng ta đón tết nhưng mà cái niềm vui của chúng ta không vui bằng một người đó là một người vô cùng nổi tiếng và trong 3 tháng vừa qua cô bị tạm giam uh, vì uh, có những cái hành động vô cùng phản cảm ở trên mạng xã hội đó là người mẫu nội y ngọc trinh khi nhắc đến ngọc trinh thì hầu như là không ai biết cả không ai không biết cả tại vì cô là người ta nói là có vòng eo như ngọc trinh da trắng mà trắng tinh giống như ngọc trinh thì ra ngọc trinh được gắn liền với những cái tên tuổi như vậy Uh, thì Ngọc Trinh là một trong những cái người mà ít khi nào mà có, có, có cái nghĩa là không ít có scandal, ít có thị phi nhưng mà có một số cái thông tin về cô về ao à, cô với lại Hoàng Kiều cũng có yeah. rồi cô chụp hình những cái hình ảnh điêu hình ảnh nóng cũng có thì đó là những cái mà nó dính những cái phốt rất là nhẹ thôi trong giới nghệ sĩ thì hầu như ai người ta cũng, yeah. cũng chụp như vậy thành ra nó không có cái gì nặng cảm nhưng vừa qua thì do mà cô chụp hình quay phim ở trên mạng xã hội với những cái tư thế rất là phản cảm và cô úp lên trên mạng xã hội thì cô đã bị công an Việt Nam bắt và tạm giam 3 tháng và được thả tự do vào đúng ngày đưa ông táo về trời ngày 23 tháng chạp à, vào năm vào mấy ngày vừa qua thôi trước ngày Tết vừa qua trong trong mấy ngày cũng cả, cả, cả tuần vừa qua thì đây là một cái niềm vui lớn cho Ngọc Trinh một số nghệ sĩ người ta cũng chúc mừng thưa quý vị nhưng liệu là Ngọc Trinh bị án treo một năm thay vì bị án tù từ 3 cho đến 7 năm ừ. thì cô bị án treo một năm đó là một cái mức án rất là nhẹ cho cô <laughs> liệu là cô có quay trở lại được showbiz hay không? Đó là một cái câu hỏi ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị. Kính thưa quý vị, Ngọc Trinh tham gia vào làng giải trí từ năm cô 15-16 tuổi với vai trò là người mẫu và được một cái ông bầu tên là Vũ Khắc Tiệp nhiều dắt trong thời gian hơn 10 năm qua và được mệnh danh là nữ hoàng nội y rồi vòng L56 rồi vu quy đại náo rồi chị chị em em rất là nhiều trong những cái bộ phim mà cô xuất hiện cũng như là nhiều cái tên tuổi cái danh xưng mà ta gắn cho cô Cô chưa bao giờ đối mặt với scandal một cái vết sẹo nào lớn trong sự nghiệp, nhưng cái vừa rồi cái hưởng án tù treo bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật là một cái vết nhơ của một cái người nghệ sĩ nổi tiếng mà ở Việt Nam. Cái người được hưởng án treo là người phải chấp hành được một phần hai cái thời gian mà cô phải thử thách và có nhiều cái tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan đó, tổ chức mà có trách nhiệm giám sát và giáo dục thì tòa án người ta có thể là quyết định rút ngắn cái thời gian thử thách cho cô lại. Và trong cái thời gian mà cô gặp thử thách án treo đó nếu mà cô vi phạm những cái quy định của luật thi hành án hình sự hai lần trở lên thì tòa có thể quyết định buộc cô là phải chấp hành hình phạt của bản án mà cô trước đó cô đã hưởng án treo có nghĩa là cô phải bị tù từ 3 đến 7 năm nếu như mà cô 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 bị vi phạm hai lần lúc mà cô bị án treo và cái trường hợp mà vi phạm tội mới đó thì tòa bắt buộc người đó phải chấp hành cái hình phạt rất là nặng của bản án trước đó trong thời gian này thì ngọc trinh thưa quý vị không bị cấm không bị cấm sử dụng mạng phương tiện xã hội nha nhưng cẩn trọng hơn trong những cái phát ngôn và những cái bài viết của cô và sau khi mà cô mở cái tài khoản cá nhân thì cô nói xin lỗi và hứa hẹn rất là nhiều hoàn thiện bản thân để trở thành một cái người có ích cho cộng đồng và xã hội rồi có thể là tham gia vào những cái vào những cái 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 cái, cái, cái gọi là cái buổi công tác xã hội để mà làm mới cho cộng đồng để mà à, có trở thành một cái con người khác nhưng mà theo quy tắc thì Ngọc Trinh vẫn có thể tham dự các sự kiện giải trí những cái sự kiện trong phạm vi cho phép à, cô vẫn có thể lấy lại được thiện cảm của công chúng bằng việc là dùng sức ảnh hưởng cá nhân của mình để lan tỏa những cái điều thiện lành mà cô hứa cô sẽ làm ở trong cái thời gian vừa qua và nếu như mà thật sự yêu nghề đó thì mong muốn được trở lại ống kính hay là sàn diễn hay cái thảm đỏ được nhiều người săn đón như quá khứ thì rất là khó cho một cái nữ hoàng nội y trong cái thời gian sắp tới Cô phải kiên nhẫn để dần dần thay đổi những cái hình ảnh cách nhìn nhận và đánh giá của khán giả đối với cô trong những cái thời gian vừa qua khi mà cô đã phạm pháp. Ngọc Trinh thực tế là cô phải thực tế hóa những cái lời cô đã hứa từ trại giam khi cô về nhà thưa quý vị và cô phải thực hiện mang đến những cái giá trị tích cực cho cộng đồng như lời cô đã hứa xây dựng một cái hình ảnh làm mạnh rồi góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội với những hình ảnh không có nội y mặc đồ áo dài trắng đồ thước tha như nữ sinh gia long rồi đó thì mới được người ta có thiện cảm lại và showbiz Việt cũng là một trong những cái xã hội thu nhỏ mà chúng ta biết công chúng dù có khắc khe thì người ta cũng có thể kêu gọi tẩy chay phong sát nhưng cũng sẵn sàng bao dung với những cái người mong muốn được hoàn thiện bản thân, xây dựng sự nghiệp một cách nghiêm túc. Và chúng ta xét trên một cái khía cạnh thực tế cuộc sống đó, thì phải thừa nhận rằng là ở cái giai đoạn này thưa quý vị thì công việc của Ngọc Trinh sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. À, không thể bắt nhịp trở lại như là huy hoàng như xưa rồi chắc chắn rằng là khó một có một cái nhãn hàng hoặc là một cái chương trình hay là mà đạo diễn nào người ta dám mời cô bằng cách là hợp tác với một cái nhân vật đã gặp cái thời điểm nhạy cảm và phạm pháp như cô trong thời điểm hiện tại và cô phải sửa sai và có thể hoạt động lại trong một vài năm sắp tới nếu như có thể nhưng mà em nghĩ rằng cái lứa tuổi của cô cái lứa tuổi của cô cũng khó để mà có thể cô vực dậy nhưng tùy theo thôi, tùy theo cái vận theo may, rồi. tùy theo cái cái sự bao dung của mọi người. Yeah. Nhưng mà em thấy rằng là cái sự mà án tù một một một, một năm tù treo của cô cũng là ok rồi, yeah. cũng khá nhẹ so với mà mừng, mừng lắm. lắm rồi ha. Mừng lắm. Yeah. À kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng là bản tin trong uh, cuối cùng trong ngày hôm nay. À, một lần nữa thì uh, Như Huyền và Lê Thái, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Một lần nữa Như Hiền và Lê Thái chúc quý vị có sức khỏe an khang thịnh vượng và Như Huyền Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ bảy tuần sau.